Trước đây khi có nhu cầu khám chữa bệnh, người dân Phú Bình thường chỉ tìm đến trạm y tế và bệnh viện huyện. Tuy nhiên, khi có nhiều cơ sở y tế tư nhân được cấp phép hoạt động, người dân đã có thêm sự lựa chọn, nhất là sau khi một số cơ sở được khám bảo hiểm y tế, giúp việc khám chữa bệnh của người dân trở nên thuận lợi hơn. Tôi đến để tôi khám siêu âm, để chụp chiếu phổi xem là những sức khỏe vấn đề của mình bình thường xem là có ảnh hưởng gì không. Tôi vào siêu âm, siêu chụp thì cũng nhanh thôi, có thái độ thì các nhân viên đây rất tốt, phục vụ đến tận tình. Em nay thì mới điều trị buổi thứ hai, chất lượng phòng khám thì rất là tốt, rất là đẹp, sạch sẽ, máy móc đều mới hết. Thế em thấy phòng khám đây thì rất là tiện lợi, gần đây. Nghe nhà em thì ngay gần đây, ra đây gần, quá tiện, đỡ phải đi đến Thái Nguyên. Phòng khám đa khoa Phú Thái có địa chỉ tại tổ 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. Phòng khám hiện có 5 phòng khám chuyên khoa, gồm nội, ngoại, sản, nhi, đông y, với gần 30 y bác sĩ và nhân viên y tế, đều là những người có kinh nghiệm trong khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến tỉnh và các bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Với mục đích là thành lập một cái phòng khám đa khoa tại trung tâm của huyện Phú Bình nhằm góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giúp cho bà con nhân dân huyện Phú Bình được thuận lợi trong cái tiếp cận với các cái dịch vụ y tế để nâng cao đời sống, nâng cao sức khỏe, làm tốt công tác phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với phương châm sức khỏe của bạn, nhiệm vụ của chúng tôi, Phòng khám đa khoa Phú Thái mong muốn mang đến những dịch vụ y tế tốt nhất với đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế tận tâm, giàu kinh nghiệm và hy vọng sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy cho nhân dân trong việc chăm sóc sức khỏe.